Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anti Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố Rồng nha. Wow, mới vào game thôi là anh em mình nhận thưởng rồi. Rồi và hiện tại tháng tôi vẫn còn nhận mở các gói VIP trong game nha mọi người. Anh em nào muốn mở cái gói trong game có thể liên hệ bên mình. À và mình thì hiện tại cũng còn những cái nick Dragon City khá là xịn. Anh em nào muốn mua những cái nick xịn về để chơi game, các bạn cũng có thể liên hệ mua bên mình luôn nha. Wow, mới đăng nhập vào game thì anh em mình nhận được 1 triệu vàng. Rồi và đây là gói Revive Pass nè. Đó. Ui chà, khá là nhiều gói mới luôn ha. Rồi hiện tại thì để mình coi coi Dragon City có bán cái con gì mà đặc biệt không. Ôi, ở đây có một cái bé cute nè. Bé này thì có skin luôn ha. Skin ma cà rồng, giống như là nó không khác gì con ma cà rồng hết ha mọi người. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ đến với có event nha mọi người. Và event này là event Maze Iceland. Nó kéo dài tầm khoảng là 10 ngày. Đó, tuyệt vời luôn. Đây thì anh em mình sương sương có được tầm khoảng là 700 điểm nha. Wow. Rồi, chơi event là một trong những chỗ mà các bạn có thể kiếm điểm rất là ok. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với hôm nay vào khu vực arena nghí nhẹ cái coi. Đây. Wow, đã bắt đầu mùa mới rồi mọi người ơi. Mùa lần này thì anh em mình sẽ có ui chà một số bé khá là cute ha. Con nào mà có chiêu wow, chiêu lá với chiêu thời gian. Con nào có chiêu lá với chiêu thời gian thì các bạn sẽ được búp thêm nha. Rồi, vàng xịn ở đây thì anh em mình có bé ma cà rồng nè, hai con có chiêu lá. Rồi, tiếp theo anh em mình bật thêm cái khiên đi cho tăng cái khả năng gọi là chiến đấu của anh em mình lên nha. Let's go. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm sức mạnh đến từ dòng ma cà rồng, kèm theo đó là Kamas, một trong những nhân vật rất là đẳng cấp luôn các bạn ơi. Xét thương nhân 2 đến từ thành viên AMB. Wow, lượng máu anh em mình được búp lên tới gần 500.000. Rồi, miễn nhiễm sát thương và lượng đam của anh em mình bây giờ là tăng gấp đôi nha. 296.000. Tiếp tục, lần này thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu lá. Ôi, căng quá nhờ. Wow, skin macaron. Đẹp quá nhờ. Bé mang skin ma cà rồng mới có kỹ năng ma cà rồng đúng không? Anh không cần skin nhưng mà anh vẫn có kỹ năng ma cà rồng đây. Lên dẻ liền. Victory ha. À và hắn ta hiện tại cũng có bán những cái mảnh rồng cho mọi người. Anh em nào muốn mua những cái mảnh rồng để nâng sao hay summon cho rồng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình luôn nha. Link thì anh em check link bên dưới phần mô tả video cho an tâm nha mọi người. Ôi cái gì đây, miễn nhiễm à. Wow, miễn nhiễm sát thương. Kama thì phải nói rất là đẳng cấp rồi các bạn à. Sở hữu sức mạnh cực kỳ là bá đạo. Miễn nhiễm sát thương lượng đam tăng gấp đôi, 497.000. Ôi ôi, một cái lượng sát thương gọi là khổng lồ luôn. Rồi, tầm này thì cho bé ma cà rồng ra thể hiện thêm phát coi. Chúng ta đang có sát thương nhân 2 nè. Ôi, làm thêm được cái nữa luôn đó hả. Wow, ma cà rồng thì sẽ có hai chiêu đặc biệt, một chiêu là hút máu và chiêu còn lại thì tùy bé nha. Có bé thì đam gọi là đánh lan, rồi có bé gọi là lấy máu tăng đam. Nói chung là dòng ma cà rồng thì rất là tuyệt vời rồi. Wow, giao lưu nhẹ. Lần này thì anh em mình sẽ đến với bé ma cà rồng ra thể hiện cho các bạn xem. Ui, ngon lành nha. Ô, mạnh mẽ dữ. Bây giờ là kỹ năng hút máu nè. Bạn làm gì có kỹ năng hút máu với mình đúng không nè. Lên dẻ liền. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là Heroic Kamat. Wow, sát thương. À, tầm này chắc chúng ta sẽ xài tới bé AMB đi ha. Rồi, với lượng máu 471.000. Ôi, chơi cái này là thoải mái xả láng luôn nha mọi người.
Đây, victory. Sương sương là 3 trận à, win luôn ha. Rồi, vàng đồng tên bạn đang có một cái sự gọi là thay đổi nhẹ. Hai con Harrison. Con này thuộc dòng Legend. What? Con này thuộc dòng Legend nhưng mà dường như là nó có skin Macaron mọi người à. Phải không thế nhờ? Rồi, để thử coi mới biết được. Xác thường nhân 2 đến từ AMB. Em này thuộc dòng M. Chúng ta sẽ đến với rồi. Ôi, con chuyên gia khắc chế. Ôi ôi, gặp con này là anh em mình phải giọt lẹ liền. Ý khoan khoan, này chiêu gọi là khắc chế nó chỉ xài được một cái thôi các bạn ơi. Cái thứ hai là nó không có cái khả năng. What? Ủa? Nữa luôn hả? Vì khắc chế hoài vậy. Nó xóa khả năng miễn nhiễm của mình đó mọi người. Mình nhớ là nó được một lần thôi mà. Rồi, bây giờ thì anh em mình. Ủa trời, cái gì ngon lành vậy? Một phát một ăn ngay luôn. Không cần tới phát thứ hai luôn nha. Wow. Rồi, chỗ này thì chúng ta... Thôi, đánh lan nhẹ cái nha. Ui, Heroic Titan nha mọi người. Wow, ngon lành cành đào liền. Ôi, miễn nhiễm sát thương lượng đang tăng gấp đôi một mình cân ba các bạn à. Quá ghê gớm. Trời ơi, thiếu một chút xíu nữa chỉ cần một lần miễn nhiễm nữa. Ây cha, 55, 60, 70. Wow, căng vậy. Ui, và đây là Titan ha. Em này Titan Macaron. Vô kèo nè. Ui, rồi victory nha. Sương sương là chúng ta đã kéo được 6 trận win. Quá tuyệt vời. Rồi ở đây thì anh em mình lại đến với là ấy, trên hòn đảo. Ui, em này phải không nhờ. Rồi các bạn chỉ cần hai bé rồng thôi là các bạn có thể like ra được cái con này luôn hen. Và bé này có skin gọi là skin ma cà rồng nữa là hết sảy luôn nha. Tiếp theo thì anh em mình sẽ giao lưu nhẹ ở khu vực list đi. Khu này thì wow, vàng rồng xịn xò. Ở đây chúng ta có bé Macaron, bé voi và em này là Heroic Arcana ha. Đó, một trong những em Heroic rất là đẳng cấp luôn. Bộ ba hàng xịn. Ui, giao lưu nhẹ nè. Wow, cố lên.
Wow, kèo này là mình thấy cũng khá là hấp dẫn nha. Mình thì khá là thích chơi cái kỹ năng gọi là đánh lan mọi người. Vút một phát là chúng ta bế được cả ba con đúng không? Nhưng mà với cái thành viên Hirikama này nó có một cái nhược điểm nhẹ, đó chính là cái kỹ năng này mọi người đánh được đánh lan, nhưng mà cái lượng đam của nó chia ra nhiều quá, cho nên cái lượng sát thương của nó gây ra nó không được cao lắm. Nó sử dụng tốt khi mà đội hình của team bạn đang có một cái lượng máu khá là thấp nha. Nếu như mà mấy thành viên bên trong đã bị dập, gọi là bị dập te tua rồi đó, và lượng máu còn khá thấp và anh em mình sử dụng kỹ năng này thì nó sẽ khá là ok. Wow, rồi thử nhẹ thêm cái nữa nè. Đây, victory ha. Quá tuyệt vời. Rồi, ở đây thì hôm nay anh em mình sương sương là khu Arena, khu West là khá là ok rồi. Giờ anh em mình đi kiếm thêm ít điểm để chơi Advance nha mọi người. Ôi. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ đến với bé yêu đi hen. Đây. Ui, và đây là cái gì ta? Cái này gọi là Advance gì? Magia Island, nhưng mà sắp tới lễ hội Halloween các bạn. À, thể hình cũng khá là dễ thương ha. Wow, xương xương anh em mình có được cũng tầm khoảng 2000 mấy điểm chơi xả láng luôn nha. Rồi, tiếp theo là tới món quà âm nhạc đúng không? Ây, giải cứu tới MVR rồi. Rồi, và anh em ơi, ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hanh Tây một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ bên mình với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.